Người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Từ năm 1627, đất nước ta bắt đầu thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh. Vua Lê chúa Trịnh ở phía bắc sông Danh, xứ gọi là Đàn Hoài, và chúa Nguyễn cai trị ở miền Nam. Ở Đàn Trong, trong những năm cuối đời, chúa Nguyễn Phúc Khoát say mê tửu sắc, không quan tâm tới việc nước. Trương Phúc Loan làm phụ chính, tham lam, cấy quyền làm nhiều điều tàn ác. Người dân trong nước ai cũng oán giận. Thời điểm đó, ở ấp Tây Sơn, tỉnh Bình Định, có ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, giỏi võ nghệ có tiếng trong vùng. Ba anh em các con tuy còn trẻ, nhưng khí chất hơn người, thông thạo võ nghệ, lại đa mưu túc trí. Thời buổi nước nhà lầm than, quan tham lộng quyền, lòng dân xao động. Nếu ba người đoàn kết lại, dựng cờ khởi nghĩa, chắc chắn sẽ làm nên đại nghiệp về sau. Anh em chúng con xin nghe lời thầy dạy. Năm 1771, Nguyễn Nhạc cất binh khởi nghĩa, xây dựng căn cứ tại Tây Sơn, được các nhân sĩ đồng bào địa phương tôn làm Tây Sơn Vương. Năm 1773, quân Tây Sơn hạ thành Quy Nhơn, khiến cho Đàn Trong náo động, được đà tiến lên, quân Tây Sơn đánh bại quân chúa Nguyễn, chiếm cứ một vùng rộng lớn từ Quảng Ngãi vào Nam cho tới Bình Thuận. Dạ bẩm, có tin cấp báo. Chúa Trịnh Sâm lệnh cho quận Việt Hoàng Ngũ Phúc đưa 4 vạn quân vào Nam tấn công thành Phú Xuân, lấy danh nghĩa trừng phạt Trương Phúc Loan. Quân Nguyễn từ Đàn Trong đánh ra, giờ lại thêm quân Trịnh từ Đàn Hoài. Đúng là lướng đầu thọ địch. Trong tình thế này, tốt hơn cả là ta xin giảng hòa với quân Trịnh. Trên danh nghĩa đầu hàng nhà Lê, tiền phòng bị đánh vô nghĩa ở Gia Định. Sau khi dâng thư lên chúa Trịnh bày tỏ thiện chí, Nguyễn Nhạc được chúa Trịnh phong chức Tây Sơn trưởng hiệu tráng tiết tướng quân. Năm 1778, sau khi chinh phục được họ Nguyễn, sức mạnh và uy thế của quân Tây Sơn tăng lên đáng kể. Nguyễn Nhạc tự xưng làm vua, lập triều đại Tây Sơn, đặt niên hiệu là Thái Đức, đóng đô tại thành Quy Nhơn. Tới năm 1782, chúa Trịnh Sâm băng hà, tình hình ngoài Bắc trở nên rối ren. Tướng Nguyễn Hữu Chính bất mãn với nhà Trịnh, vào Nam đầu quân cho Nguyễn Nhạc. Phú Xuân đã bình định được, toàn bộ đất Thuận Hóa đã về tay ta. Lúc này nên thừa thế xông lên, chiếm lấy Bắc Hà. Hiểm nổi anh ta không có ý đánh ra Bắc Hà, chỉ muốn chiếm Nam Hà mà thôi. Sách địa ký của họ Trịnh có câu: phi đế, phi bá, quyền khuynh thiên hạ, truyền tổ bát đại, tiêu cường khởi hỏa. Họ Trịnh cầm quyền đã 200 năm, đủ 8 đời chúa, nay sắp bị diệt là đúng với câu ấy. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nếu không thức thời sẽ hỏng chuyện lớn. Với danh nghĩa phù Lê diệt Trịnh, Nguyễn Huệ sai Chỉnh làm tiên phong bắc tiến dù chưa được lệnh của Nguyễn Nhạc. Quân của chúa Trịnh nhanh chóng bị quân Tây Sơn đánh bại. Trên đường áp giải, Trịnh Tông tự sát. Dưới sự sắp xếp của Nguyễn Hữu Chỉnh, vua Lê Hiển Tông gả công chúa Ngọc Hân cho Nguyễn Huệ. Khi vua Lê Hiển Tông qua đời, Lê Chiêu Thống lên ngôi. Ít lâu sau, Nguyễn Huệ đưa công chúa Lê Ngọc Hân về Nam. Ở ngoài Bắc, Nguyễn Hữu Chỉnh sau khi nắm được uy quyền cao ở triều đình, ngày một chuyên quyền, ta đã sai người triệu hắn về Nam. Nhưng hắn lấy cớ Bắc Hà chưa yên, một mực không chịu về, tỏ rõ ý muốn chống lại nhà Tây Sơn. Vậy nên nay ta cử Vũ Văn Nhậm cầm quân ra Bắc hỏi tội hắn cho ra nhẽ. Sau khi Nguyễn Hữu Chỉnh bị tiêu diệt, lại đến Vũ Văn Nhậm lộng quyền, khiến cho vua Lê Chiêu Thống phải rời kinh thành sau lưu vong bên Trung Quốc. Nguyễn Huệ nghe tin, cất công dẫn quân ra Thăng Long bắt Nhậm trị tội. Vua Lê nhu nhược chạy sang Trung Quốc cầu cứu nhà Thanh. Thần trộm nghĩ tướng quân nên nhân lúc này lên ngôi hoàng đế, bình định Giang Sơn. Bây giờ tình hình chưa thuận lợi, quần thần nhà Lê đương nhiên không phục. Thêm nữa anh ta còn đang tại vị, lúc này chưa thể lên ngôi được. Tạm thời Ngô Văn Sở thay ta ở lại giữ Bắc Hà, còn ta sẽ trở về Phú Xuân. Năm 1788,
Nguyễn Nhạc tuổi cao bệnh nặng, chủ động nhường ngôi hoàng đế cho Nguyễn Huệ, thỉnh ông vào ứng cứu Nam Bộ. Nam Bộ đang gặp nguy, quân của Nguyễn Ánh có thể đánh chiếm bất cứ lúc nào. Ta phải mau chóng dẫn quân vào tiêu diệt thế lực nhà Nguyễn còn sót lại, mới có thể thống nhất được đất nước. Cấp báo, nghe lời Lê Chiêu Thống cầu viện, nhà Thanh sai Tôn Sĩ Nghị mang theo 29 vạn quân sang đánh nước ta. Đồng lúc cả hai mặt trận Nam Tiến và Bắc Tiến đều khẩn cấp thế này. Xét tình hình có thể thấy quân ngoại quốc Mãn Thanh phía Bắc là nguy cơ lớn hơn và gấp gáp hơn. Ta sẽ giải quyết thần tốc chiến trường ở miền Bắc trước, rồi đánh phía Nam sau cũng chưa muộn. Ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân, Nguyễn Huệ cho lập đàn Nam Giao ở núi Bần, làm lễ tế cáo trời đất, tuyên bố lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung. Ngay sau đó, đạo quân của Quang Trung tiến ra Bắc Hà, đại quân tiến nhanh như vũ bão, từ Thanh Hóa ra Ninh Bình, chỉ mất một ngày. Sau khi xem xét tình hình, Quang Trung chia quân làm năm đảo, bao gồm cả trên biển lẫn đất liền, hòng tiêu diệt và chặn đường lui của địch. Vào đêm 30 Tết, với tốc độ tiến quân thần tốc khiến quân địch trở tay không kịp, quân Tây Sơn lần lượt tiêu diệt các đồn của địch, bao gồm đồn Giáng Khẩu, Nguyệt Quyết, Nhật Tảo. Đêm mùng 3 Tết, Quang Trung cho quân bao vây đồn Hạ Hồi, bắt loa lên gọi, quân lính giả rang rầm trời, khiến binh lính trong đồn thất kinh. Nhờ vậy mà dụ hàng đồn Hạ Hồi thành công, mà không tổn thất quân binh. Trong khi đó, cánh quân của Đô Đốc Long bất ngờ tập kích đồn Khương Thượng, khiến quân Thanh không kịp trở tay, hàng vạn lính bỏ mạng. Chủ tướng Sầm Nghi Đống tự vẫn, sao quân Thanh chết chất thành trò đống đa ngày nay. Mùng 5 Tết, vua Quang Trung cùng Đô Đốc Bảo tổng tấn công vào đồn Ngọc Hồi. Muôn tàu bệ hạ, quân địch cố thủ trong thành, dùng súng bắn ra như mưa, khiến quân ta không thể tiếp cận cửa đồn. Hãy cho người ghép ba mảnh ván làm một, lấy rơm cỏ dấp nước quấn ở ngoài, sẽ tránh được làn đạn của địch. Tôn Sĩ Nghị nghe tin quân Tây Sơn tấn công, cuống cuồng sợ hãi bỏ chạy. Lê Chiêu Thống cũng vội vã chạy thoát thân sang bên kia biên giới. Mau lệnh cho các cậu ngăn cho quân Tây Sơn đuổi theo. Nhưng quân ta vẫn chưa qua hết, đoạn còn rất dài phía sau. Ta lệnh phải làm ngay lập tức. Quân Tây Sơn tới sát nút rồi. Trên đường tháo chạy, Tôn Sĩ Nghị bị hai cánh quân Tây Sơn của Đô Đốc Tuyết và Đô Đốc Lộc chặn đánh, tơi tả chạy về quốc mẫu. Vậy là chỉ trong vòng 6 ngày, quân Tây Sơn đã đánh tan quân Thanh. Trưa mùng 5 Tết, Quang Trung tiến quân vào thành Thăng Long trong sự chào đón của nhân dân. Nhà Thanh bị ta đánh thua trận này, tất lấy làm xấu hổ, không chịu ở yên. Và nên lúc này cần phải khôn khéo giao hảo mới tránh được binh đao giữa hai nước. Sau khi nghe vua Quang Trung dặn dò, Ngô Thị Nhậm phân lệnh, viết thư xin tạ tội và giảng hòa với nhà Thanh. Vua nhà Thanh sau đó phong cho vua Quang Trung làm An Nam quốc vương. Sau khi ổn định tình hình Bắc Hà, Quang Trung quyết tâm tiêu diệt Nguyễn Ánh. Vào một buổi chiều đầu thu năm 1792, vua Quang Trung đang ngồi làm việc, bỗng hoa mắt, tối sầm mặt mũi, mê man bất tỉnh. Sau đó bệnh tình nhà vua trở nặng rồi tạ thế, hưởng thọ 40 tuổi. Cái chết đột ngột của vua Quang Trung khiến bề tôi không khỏi bàng hoàng. Bao dự định lớn lao chưa thành hiện thực, cơ nghiệp nhà Tây Sơn cũng vì thế mà mất về tay Nguyễn Ánh. Mà nay áo vải cờ đào, giúp dân dưỡng nước biết bao công trình. Quang Trung hoàng đế sinh năm 1753, mất năm 1792. Tên thật là Nguyễn Huệ, là vị hoàng đế thứ hai của nhà Tây Sơn, sau khi Thái Đức hoàng đế Nguyễn Nhạc thoái vị và nhường ngôi cho ông. Quang Trung không những là một trong những vị tướng lĩnh quân sự xuất sắc, bách chiến bách thắng, mà còn là nhà cai trị tài giỏi. Ông cùng hai người anh em của mình là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ lãnh đạo khởi nghĩa Tây Sơn, thống nhất nước nhà sau gần hai thế kỷ Trịnh Nguyễn phân tranh.
ông là người đánh bại các cuộc xâm lược Đại Việt của Diêm La từ phía Nam, của Đại Thanh từ phía Bắc. Nhãn hàng Inoki hân hạnh đồng hành cùng Huyền Cổ Tích.